Chúng ta đã được đề cập qua rất là nhiều dạng câu ở trong tiếng Anh, trong đó chúng ta đã được học về câu khẳng định, câu phủ định và câu nghi vấn. Thì ai trong chúng ta đều biết câu nghi vấn hay còn gọi là câu hỏi là dùng để chúng ta cần biết về một thông tin nào đó hoặc chúng ta cần xác nhận lại một vấn đề nào đó. Tuy nhiên thì khi sử dụng rạch ròi bằng cách là xác nhận hay là khai thác thông tin sâu hơn thì sẽ có một số bạn vẫn chưa hiểu rõ về cách dùng của những dạng câu hỏi. Thì qua video hôm nay chúng ta sẽ làm rõ vấn đề này. Khi các bạn muốn xác nhận lại thông tin hoặc là muốn khẳng định chắc chắn lại một thông tin nào đó thì các bạn có thể dùng câu hỏi đóng, tức là câu hỏi dạng closed questions. Thì đây là dạng câu hỏi yes no, thường chỉ trả lời là hay đáp án là yes hoặc là no thôi. Ví dụ, are you happy? Thì các bạn nếu như trả lời yes thì các bạn sẽ trả lời là yes I am hoặc là no I'm not. Còn khi các bạn muốn khai thác thông tin sâu hơn để mở rộng ra vấn đề mà mình cần tìm hiểu, cần quan tâm thì chúng ta có thể sử dụng dạng câu hỏi là open questions, tức là dạng câu hỏi mở. Thì dạng câu hỏi mở này thường sẽ bắt đầu bằng một từ để hỏi. Ví dụ như what dùng để hỏi về một cái vấn đề hay một cái món đồ gì đó, ví dụ như what's your name, bạn tên là gì chẳng hạn. Hoặc là bạn có thể sử dụng từ để hỏi là who khi muốn hỏi về ai, when là khi các bạn muốn hỏi về thời gian hay là một cái thời điểm nào đó, where là khi các bạn muốn tìm hiểu thông tin về nơi chốn hay là địa điểm, why là các bạn tìm hiểu về lý do, tức là về reason. Thì thường trong những câu hỏi về lý do chúng ta sẽ sử dụng why để hỏi về nguyên nhân tại sao, which là khi các bạn hỏi để lựa chọn hoặc hỏi về một cái món đồ nào đó, how thì chúng ta sẽ dùng hỏi về cách thức hay là một cái trạng thái thì chúng ta có thể sử dụng how riêng lẻ. How cũng có thể kết hợp với những từ khác để hỏi về những khía cạnh khác, ví dụ như how many hay là how much dùng để hỏi về số lượng là bao nhiêu. How many thì thường các bạn sẽ kết hợp với những danh từ số nhiều đếm được, và how much thì các bạn sẽ kết hợp với những danh từ không đếm được. How long khi các bạn muốn hỏi về một cái khoảng thời gian, ví dụ như là 5 năm, 2 năm hoặc là 2 tuần, 2 tháng thì các bạn sẽ có thể sử dụng câu hỏi với how long. Khi hỏi về khoảng cách địa lý thì các bạn có thể sử dụng là how far, ví dụ như bao nhiêu km hay là bao nhiêu dặm chẳng hạn thì mình có thể sử dụng câu hỏi là how far. Còn một dạng câu hỏi nữa khi các bạn muốn hỏi về tần suất xuất hiện của một sự việc hay một hành động hay một hiện tượng nào đó trong một khoảng thời gian. Ví dụ như các bạn có thể dùng how often để hỏi về tần suất đi du lịch của một người nào đó là bao nhiêu lần trong một năm thì các bạn có thể sử dụng là how often. Thì hy vọng qua video ngắn gọn này các bạn sẽ hình dung rõ hơn về mục đích của các dạng câu hỏi cũng như là một số từ để hỏi phổ biến để các bạn có thể khai thác thông tin hoặc muốn xác nhận lại thông tin cho thật chính xác và hiệu quả.